Rồi chào anh em ha, chắc thuận lợi làm cái clip nhận định thị trường đầu ngày cho anh em. Bữa nay là mùng 6, BGC hiện giờ sáng nay sẽ rất là khó lắm, anh em chú ý. Là bởi vì nó lên rất là cao rồi, và hiện giờ sale thì nó sẽ ngủ trend, tại vì lực lên nó còn rất là mạnh, nó chưa có dấu hiệu gì là giảm hết, là điều chỉnh mạnh hết. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể canh xuống cái bài lên, không nên sell, tuyệt đối không nên sell BGC. Hôm qua mấy bữa nay nhiều người sell BGC chết hết rồi. Các bạn cẩn thận. Cơ hội thì chỉ có ở altcoin, ví dụ như con Cyber thì ok nè. Bạn thấy không? Nó đi nhịp rồi, nó đi rất nhịp rồi. 4 giờ cũng khá đẹp rồi. 4 giờ. Đỉnh cũ nè. Đó. Cyber ok. Tìm một số con chưa bay mà đánh ha. EKH cũng rất là cao rồi. EKH hôm nay cũng không đụng vô. Ha. Có những cái các anh em tương điểm nhất là những bạn mới, mấy bạn cũng chắc biết rồi, có nhiều bạn mới không buy, không có nghĩa là phải sell, không có nghĩa phải sell, cho nên chú ý cái đó. Có những lúc chúng ta chỉ cần đứng ngoài thôi, không buy không sell chúng ta đứng ngoài, tại vì đoạn này buy sell điểm rất là rủi ro. Chúng ta buy thì chúng ta mà buy thì nó lại quá ra quá cao, còn chúng ta mà sell thì nó lại đi trend, cho nên EKH và VGC đứng ngoài. Nhi thì còn ok nè, Ni này, Ni chưa nha, Ni Ni đợi bác 4 giờ bác này vô. Đó. Nhiều con Cyber là đẹp nhất, Cyber đẹp nhất. Còn nhiều con nữa. Bữa nay các anh em thấy trong có con nào ngon báo bên thích chat. Tôi sẽ so cho các anh em. Ok ha. Và anh em hôm nay nó cũng thuận nha. Đừng có đua với cái xe cái hát nữa, chết đấy.